chẳng nàn ơn tiếng. Lạy Chúa, con dâng mình xuống trước mặt Chúa, con tin thật ở khắp mọi nơi, thông biết mọi sự, hằng xem lấy con, hằng nghe lời con cầu nguyện. Xin Chúa rất nhân từ hãy nuôi xem sự nghèo ngần con và nhận lời con nguyện. Này Chúa, xin hãy mở miệng nuôi con ra, thì con sẽ cao rao những lời người khen Chúa. Lạy Chúa, chúng con vì dâu thánh gia đình Chúa, chúng con ra khỏi kẻ thù, nhân thánh cha và con và thành thần. Amen. Lạy Chúa, Chúa là đấng chọn tốt chọn này, Chúa đã dựng lên con mà cho con Chúa ra đời, chịu lần chịu chết vì con mà con đã cả lòng hoan nghỉ nỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng dễ ghét mọi tuổi con trên hết mọi sự, con giấu lòng Chúa cả và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ nấy ra dìm tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Năng và hay thương con Chúa đã thương nguyện nhận lấy cái chết nơi thân xa thay cho chúng con. Xin Chúa thương ban cho tôi tới Chúa là các bậc tiền nhân của chúng con được thông phần giữa phục sinh vinh thăng kỳ diệu của người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Chúa chăn nuôi tôi còn mà thiếu gì? Chúa bảo vệ tôi, lẽ nào tôi còn sợ gì, còn sợ ai? Người đã dẫn tôi đi trên đồng cỏ xanh gì, người đã dẫn tôi về bên dòng suối mát, tôi ăn uống thỏa thuê, tìm sự
sức cho hồn tôi. Chúa chẳng nuôi tôi còn thiếu gì. Chúa bảo vệ tôi, nên là tôi còn sợ chi, còn sợ ai. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người khôn ngoan thông thái biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con và người mà con muốn mặc khải cho. Hãy đến với ta, hỡi tất cả những ai lao nhọc và gánh nặng, ta sẽ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang nét của ta và hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng, và các ngươi sẽ tìm được sự thanh thản cho tâm hồn, vì ếch của ta thì êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa các anh, các chị, các bác và các cháu, hôm nay chúng ta đứng bên phần mộ của các bậc tổ tiên. Chúng ta đã được nghe lời Chúa được trích trong thư Thánh Mắt, trong tin mừng Thánh Matthew. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan bước những điều ấy, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Mỗi người trong chúng ta hôm nay là con cháu của các ngài. Cha ông được vẻ vang đời con cháu. Để cho các ngài được vẻ vang thì không gì hơn hết là chúng ta noi gương chính Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã đón nhận tất cả, đã hy sinh tất cả, đã trải qua nhiều đau khổ mới học biết được thế nào là vâng phục. Do vậy mỗi người chúng ta là con cháu. Khi chúng ta sau một thời gian dài, cha ông đã xây dựng phần mộ của các bậc tổ tiên, và với thời gian đã phai mờ, chúng ta là con cháu được diễm phúc tu sửa lại ngôi mộ. Chúng ta hãy cảm tạ lòng thương xót của Thiên Chúa và nghiêng mình kính cẩn trước các bậc tiền nhân. Và khi đã phần mộ đã phai mờ, chúng ta sửa lại, thì mỗi người chúng ta nhìn lại trong đời sống của mỗi chúng ta, những gì mà chúng ta đã thờ ơ lãnh đạo với tổ tiên, rồi trong gia đình dòng tộc chúng ta thờ ơ lãnh đạo với nhau, đã phải mở đi, thì giờ đây chúng ta hãy sửa lại những cái phần mộ mới này, để chúng ta yêu thương nhau, để chúng ta tha thứ cho nhau, để chúng ta đùm bọc lấy nhau, và để mọi người sẽ nhìn thấy chúng ta rằng Cha ông đã vẻ vang nơi con cháu. Chứ gì trong phần mộ này, với những hy sinh của chúng ta và những lời kinh nguyện đây, chúng ta tha thiết xin Chúa chúc lành nâng đỡ chúng ta qua lời chuyển cầu của các bậc tiền nhân, cho mỗi người chúng ta luôn sống trọn tình hiếu thảo, và với những hy sinh ấy chúng ta làm vẻ vang cho các bậc tiền nhân, như chính Chúa Giêsu đã hy sinh tất cả để tôn vinh Thiên Chúa Cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu Kitô, khi an nghỉ trong mộ 3 ngày, Chúa đã thánh hóa phần mộ của mọi người tín hữu Chúa, để khi dùng chôn cất thân xác, các phần mộ làm gia tăng niềm hy vọng sống lại. Xin Chúa thương cho các tôi tớ Chúa là các bậc tiền nhân của chúng con được nghỉ yên trong ngôi mộ này, cho tới khi Chúa là sự sống lại và là sự sống chiếu sáng làm cho tôi tớ Chúa được phục sinh, và trong ánh quang chiếu tỏa từ tôn nhan Chúa, tôi tớ Chúa được nhìn thấy ánh sáng vĩnh cửu trên trời. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Thiên Chúa toàn năng đã muốn gọi các bậc tiền nhân của chúng ta ra khỏi đời này về với Chúa. Vậy chúng ta nghiêng mình kính cẩn trước các bậc tiền nhân nơi phần mộ đây, để thân xác ấy được trở về nơi mình phát xuất ra. Chúa Kitô là đứng đầu tiên đã từ cõi chết sống lại, người sẽ tái tạo thân xác yếu nghèn của chúng ta nên giống thân thể sáng láng của người. Vậy chúng ta xin phó dâng các bậc tiền nhân của chúng ta cho Chúa, để Chúa đón nhận và đưa vào chốn bình an của Ngài, và cho thân xác các ngài được sống lại trong ngày sau ấy.
Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã phán rằng: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ sống, và bất cứ ai sống và tin ta thì sẽ không phải chết muôn đời. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các bậc tiền nhân của chúng ta đây. Này Chúa đã không thương Nazaro chết, xin hãy nương mắt chúng con, xin Chúa nhận lại chúng con. Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại, xin cùng thương cho người anh chị em chúng con là các cụ tiền nhân được sống muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã ơn nước thiên đàng cho kẻ chúng con hồng thông ngôi, xin đưa các cụ tiền nhân vào nước trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã cho các cụ chúng con được ghi ân tin trong nước rửa, trong nước rửa tội, và được nhờ việc sức dầu thánh, xin thương nhận các cô của chúng con vào số các thánh và những người Chúa chọn. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã nuôi dưỡng các cô chúng con nơi bàn tiệc mình mau thánh Chúa, xin thương nhận các cô vào chúng con vào bàn tiệc trong nước Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng con đang đau buồn thương nhớ các cô đây, xin Chúa tăng thêm niềm tin để nâng đỡ an ủi chúng con và giúp chúng con vững lòng trông cây sẽ được sống muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chúng con. Lạy Chúa chúng con này, xin Chúa thương tôi tớ Chúa là các bậc tiền nhân của chúng con, mà Chúa đã có lòng mà cho các ngài đã có lòng ước nguyện làm theo ý Chúa, không bị phạt vì những việc đã làm, để như ở dưới thế đức tin chân thật đã liên kết các tôi tớ Chúa với cộng đoàn tín hữu, thì trên trời lòng thương xót của Chúa cũng làm cho tôi tớ Chúa là các bậc tiền nhân của chúng con được nhập đoàn với các thiên thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, xin cho các bậc tiền nhân của chúng con được nghỉ yên muôn đời. Lạy Chúa, con ở dưới vô sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhân lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi nữa, mời Chúa ăn có lòng ngài cùng về lời Chúa ban nữa. Con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời những kẻ làm dân Đức Chúa Trời đêm ngày hay trông cây người cho điên, vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân người thay thay. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn tiền nhân được nghỉ yên mà được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn tiền nhân cho khỏi tù ngục được lý yên. Amen. Chúng con cấy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn tiền nhân được lên chốn nghỉ ngơi. Giờ đây xin Chúa chúc lành cho chúng ta qua phép chúc lành của Chúa. Chúa cùng anh chị em. Xin đi Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Để cho Chúa. Dạ. Xin phép là nói một vài điều liên quan đến ngôi mộ này theo những gì con biết. Còn có thể thì nhiều người ở đây có thể là kể cả những bà hoa bà chết bà cái có khi tôi nghĩ không biết rõ ngôi mộ này đâu. Thế ngôi mộ này là trước khi mà sửa ấy thì có anh Oai rồi anh Toại rồi anh Đính nữa có xuống thôi, chỉ hỏi là vậy thì hay là bỏ đi rồi xây lại cái ngôi mộ này. Thế thì tôi bảo là cái ngôi mộ này nó ở lâu lắm rồi đấy. Như tôi được biết thì là cái ngôi mộ này là vào năm 1973 gì đấy. Bố mẹ tôi vẫn kể lại là lúc đó là xóm 1 hay xóm 2 gì đấy là làm kiệu táng xác lấy theo cái mẫu này. Rồi sau mẫu kiệu táng xác đó lại được dùng
để đưa an táng đức cha Phạm Năng Tĩnh. Cho nên cái ngôi mộ này là hiện diện rất là lâu rồi. Thế tôi bảo là có một cái nét đặc thù của nó. Còn bây giờ mà phá đi rồi và làm lại một ngôi mộ đá cũng không khó gì cả. Nhưng thôi cứ giữ lại, nó có cái nét riêng. Và vì thế là mới trùng tu cái ngôi mộ này, rồi làm lại, tôn tạo lại cho đẹp thế này. Còn nguyên cốt là còn nguyên. Có nghĩa là cả cái ngôi mộ này cả 6-70 năm nay rồi. Ít hẳn như thế. Còn thì vậy thì ai là người đang nằm ở trong này? Thì theo như con biết là đây có ông bà cố Phêrô Maria Lược. Đấy, thành ra thì thân sinh ra là trong đó có bà ngoại của cha bác Long đây. Và trong đó thì có ông nội của rất nhiều người ở đây nữa. Và rất nhiều dòng họ đang ở đây. Mà sự thật thì theo tôi biết là chỉ có hai ông bà cố thôi. Hình như mới có một đứa cháu nữa. Một đứa cháu nữa đó là hình như là cái người mà em của bố tôi. Hình là tên là Điện. Đấy. Còn đang nhỏ thì bắt đầu là cải táng là bỏ vào đây. Còn sau đó đến đời cố Đương, cố Đước có nhất thì nằm ngoài rồi. Sau đó cố Đương, cố Đước thì sau đó là đưa ra một, lúc đó là tách con cháu mới lập riêng ra. Đấy là ở đây sự thật ra là như vậy, là theo như tương truyền là chỉ có ba cái phần mộ thôi, ba hải cốt thôi. Và trong đó là có cụ tổ của chúng ta, tất cả chúng ta đứng đây. Thế thì một vài lời giới thiệu như thế để ai chưa biết thì cũng sẽ biết về cái ngôi mộ này. Rồi tại sao bây giờ chúng ta thấy ngôi mộ nó thấp? Sự thực là bởi vì cái nền này được tôn tạo lên. Còn trước đây là cái đáy nó cũng giống như cái bề trên này. Bây giờ nó nâng đến 20 phân hoặc 30 phân rồi. Thành bây giờ nhìn nó mới thấy thấp như thế này. Còn có cái là bác Long không biết đâu, chứ con ngày xưa con chăn trâu thì thỉnh thoảng con vào đây con vẫn ngồi đấy. Ngồi cạnh cái bệ này này. Đấy là con biết rất là rõ về cái ngôi mộ này. Rồi thì thôi nhân tiện đây thì đúng là người chết thì nối kết chúng ta. Về ngôi mộ mộ tổ ông cố của chúng ta, ông cụ của chúng ta hôm nay quy tụ chúng ta về đây cũng là một cái dịp rất tốt để con cháu biết một chút về cội nguồn của mình. Thế nhân đây thì xin phép thay lời cho con cháu của ông bà cố Lược xin cảm ơn tất cả những tấm lòng, những người con cháu Nam Bắc đã hướng về đây để hoàn thành cái ngôi mộ này, và đặc biệt là những người đang hiện diện ở đây nữa trong cái buổi cầu nguyện ngày hôm nay rất là ý nghĩa đối với tổ tiên và ý nghĩa đối với mỗi người chúng ta, để chúng ta ý thức về cội nguồn cũng như ý thức về thân phận nữ hành của mỗi người chúng ta. Và cách đặc biệt thì thay lời cho gia đình, cho con, cho cháu xin được cảm ơn các cố trong bản giáp cũng đã hiện diện ở đây, rồi cầu nguyện cùng với gia đình của dòng họ cố Lược xin được một lần nữa xin cảm ơn và xin được trả công bội hậu cho tất cả mỗi người chúng ta. Xin được cảm ơn. Rồi sau đây thì vâng ạ, đây, sau đây thì xin mời tất cả các cố, các ông, rồi mọi người nữa đang hiện diện ở đây rồi vui lòng về gia đình chung chia với chúng con trong bữa cơm thân mật. Xin được cảm ơn. Cố Lược một lần đã xin cảm ơn các cố trong ban bản giáp rồi
con cháu chúng ta quy tụ ở đây và xin cho chúc lành cho chúng ta và những quà chúng ta sắp dụng. Kính lên cha bà con và thánh thần. Amen. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha chỉ đến khi cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Thân thính cha và con và thánh thần. Amen. Xin chúc cha và mọi người có bữa ăn thân thiện. Xin chào phó ạ. Thank you.
Chúa, con tin là Chúa ở các mọi nơi, thân nghe ngoài giữa xem lấy ngọt và nghe lời con cầu nguyện. Xin Chúa luôn nhân từ hay mai em được nghèo mần con và nhận lời con nguyện ơn đây Chúa. Xin hãy mở miệng lấy con ra vì con sẽ cao rao những lời người khen Chúa. Lạy Chúa chúng con thì giàu thi thách, Chúa chúng con giàu gọi về Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Chúa chúng con ở kẻ mà mẹ tôi đó, chẳng đang dâng lời cầu nguyện cho mặt Đức Chúa Trời. Xong vì có lời Chúa vẫn rằng quay cầu xin giữ gì ta sẽ cho sự ấy, thì chúng con mới làm nương nhờ công nghiệp làm dâu thánh Đức Chúa Giêsu là công cực trong vô cùng mà dâng cho Đức Chúa Cha. Xin Đức Chúa Cha nhận vì công trọng Đức Chúa Con mà ta bớt bần bạc cho linh hồn tiên nhân được sống ra khỏi nơi khốn khó mà về nhà tiên đàng hương vô trọng vô cùng. Lạy Chúa, Chúa là đấng chọn tốt chọn lành vô cùng, Chúa đã dựng lên con mà cho con Chúa ra được chịu làm chịu chết vì con mà con đã cả năm ngàn nghìn nỗi nghĩa cùng Chúa, thì con nó buồn đau đớn cùng dễ ghét mọi tội con trên đến mọi sự, con giấu lòng cho cả ấy và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lấy ra dìm tội cùng làm việc đền tội. Phép lần là năm dâu thánh Đức Chúa Giêsu, ba mươi kính này Cha cùng năm kính kính mừng chia ra làm sáu phần. Thứ nhất thì ngâm khi quân giờ văn chân ta Đức Chúa Giêsu vào thánh giá mà đông đánh bằng mũi đau lắm mau chạy ra rồng rồng. Khi ngâm giờ ấy thì nguyện năm kinh này Cha, này ơn Đức Chúa Giêsu, chịu đông đây chân đã vì chúng con bởi đi đằng Cha, cùng nguyện một kinh kinh mừng, thương đương mẹ đau đớn trong lòng như vậy đông đây vậy, xin cho chúng con chờ đi đằng Cha. Ấy là chớ làm tôi nổi nữa. Amen. Để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu mến con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai con. Con đã tỏ cho chúng biết danh Cha, và con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình Cha yêu con ở trong chúng và con cũng ở trong chúng nữa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Anh chị em thân mến, trong niềm tin ở Chúa Kitô phục sinh, Đấng đã chết và sống lại để ban cho nhân loại sự sống vĩnh cửu, chúng ta cùng tin tưởng dâng lời nguyện xin. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho linh hồn tiên nhân xưa kia nhờ bi tích thanh tẩy đã tiếp nhận mầm sông vinh cứu được hợp đoàn cùng các thánh trên nước trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho linh hồn tiên nhân xưa kia đã ước mình Chúa Kitô là bánh hằng sông, được Chúa cho sống lại trong ngày sau hết. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi người đang an
nguy trong niềm hy vọng sông lai, được thiêng ngưỡng ánh sáng tôn nhan Chúa muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cầu xin Chúa cho tất cả cộng đoàn đang họp nhau nơi đây trong tin tưởng và yêu thương, được Chúa cho đoàn tụ trong vinh quang được Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương xót, Chúa hằng nghe lời dân Chúa lại van, xin thương nhìn đến tôi tớ Chúa là linh hồn kiên nhân, đã hết lòng trông cậy Chúa khi còn sống ở đời này, được tha mọi nỗi lầm và được hợp đoàn cùng các thánh trong nhà Chúa muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy ơn Thiên Chúa Kitô đấng trời hòa chung thế gian 33 năm, cùng dường sự thương ngõ như các linh hồn thiên la được rồi. Thì lạy chúng con xin cha đất nhân thành vô cùng, xin cha còn mặt cho linh hồn thiên nhân chúng con cầu nguyện hôm nay, và còn giam nơi ở luyện tội thì xin qua cái tủ là quay cho ra, mà đem lên chốn ở mọi sự vui thật là nước kiên đàm, vì không nghiệp cho ra chịu làm chịu chết vì chúng con. Lạy Chúa, con ở dưới vương sâu kêu đến Chúa, xin Chúa hãy tẩm nhân lời con kêu vang, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tôi nào ai đổi được, với Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa mang nước, con đã trông cậy Chúa. Nhưng nghe làm dân nước Chúa trời đêm ngày, hãy trông quay người cho nên, vì người đất nhân này hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi nghe làm dân người thay thầy. Lạy Chúa xin ban cho linh hồn thiên nhân được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa xin cứu nay linh hồn thiên nhân cho khỏi tù mục và được nghỉ yên. Amen. Từ chôn nguyên hình ngũ tôi còn kiếm bao linh hồn con ngài liền thành tin rằng mẹ nhân ai quyền mẹ thương nghe đoàn con cái thiên tha lần này từ vực sâu tiếng con ta còn bằng hơn với tháng năm hồ hải lớn đau mẹ mẹ ơi hãy quay thương lòng từ bi hãy chiếu quý ông bà. Nhân ngày gia đình có tân trang này ngôi mộ cổ, mà nói đến ngôi mộ cổ thì khó tìm thợ lắm ạ. Bao nhiêu người hiệp thợ đều nắc đầu, và hôm nay được tổ tiên cụ cố đã phù hộ và ước mong ngày hôm nay đã thành công. Vậy các cụ đã đến để dâng lời cầu nguyện và cầu nguyện cho tổ tiên. Vậy thay mặt cho anh em con cháu cháu xin cảm ơn các cụ hết lòng. Mời các cụ về nước. Lạc bước lưu
con xin mẹ rồi anh.